Đó. Để cùng mình coi đi cái nào. Chúng tôi cái nào nó không có được tốt, ăn được bỏ nó luôn, bỏ mỡ nó ra luôn. Chị Hà bán cái này nha mọi người nha, cái ăn vặt này này. Cái ăn vặt này nha mọi người nha, nó là cái mì nhá. Cái mì này nó cay nha mọi người nha, cay. Mình để mình ăn sống ăn chơi nha. Ăn ghiền á, ăn sống ăn chơi nha, rất ngon nha, rất là ngon luôn, cay ngon lắm. Một thùng này nó là 24 gói. Đây chị Hà phải mở cái thùng này ra cho mọi người xem nha. Nếu mà sau này có ai có cái gì mà chị Hà mà hết hàng, chị Hà mở cái thùng này ra mọi người đừng có ngạc nhiên nha. Chị Hà mở ở đây nha. Đây. Ai mà ăn cay được á nha. Ăn cay được nha. Ăn cay được thì ăn cái này thật sự là nó ngon. Hà mà Hà biết đấy nha, là cái này ấy nha, là hình như là cái hàng của Indo hình như nó cũng có nha mọi người nha. Theo Hà biết đấy, là cái hàng này là của Indo cũng có nha mọi người nha. Indo cũng có cái hàng này luôn nha. Nhưng mà cái này đặc biệt đấy, là Hà bán cái hàng này là hàng của Hà nha, không phải của Indo nha. Tại vì Hà thấy ấy, là ở bên Việt Nam bán cái hàng này rất là nhiều, nhưng mà bán của hàng Indo. Nhưng mà cái này ăn cay nhưng rất ngon nha mọi người nha. Cay giòn rất ngon luôn á. Cay giòn ngon lắm. Ai mà ăn mà nó không cay là không có phê luôn á. Ăn cái này nè, đó. Hà bán một cái thùng này á. Thật ra cái Hà nhập cái giá nó cũng hơi cao lúc đó. Nhưng mà thật ra mà nói á, cái thùng này Hà bán á là 40 đồng cái thùng này Hà mới bán được nha. 40 đồng. Chị không có loại không cay nhá, Phượng Nhung, chị không có loại không cay, chị có loại này thôi à. Tại vì chị thấy chị ăn thử cái này nên chị thấy cái này ngon này nên chị lấy cái này à. Chị lấy cái loại này thôi. Chị lấy cái này nó cay. Nhưng mà ăn cay nó mới ngon, nó phê lắm. Ăn cay nó giống như là ở bên nhà đó, ở bên nhà bên Việt Nam cũng vậy đó. Mấy đứa bé đó nó cũng vậy á. Nó ăn cái bánh trắng trộn nha, mặc dù nó cay nha mà nó vẫn cứ thích ăn nha. Cái cay nó làm cho tụi nó mới nó cứ xít xà mà nó cứ ăn nha, nó cay nó mới xít xà mà nó vẫn cứ ăn vậy đó, là cái bánh trắng trộn đấy của mình đấy. Thì cái này nó cũng cay cay như vậy đó nha, nhưng mà nó thật sự là ăn rất là ngon. Nó cay cay như vậy nó ngon là cái vị cay của nó nhá. Mình ăn cay được thì nó rất là ngon luôn nha. Một thùng như vậy 24 gói. Ăn cay được thì rất là ngon. Ăn cay được thì rất là tuyệt vời luôn, không khỏi chê luôn. Mình có thể, mọi người nhớ không, hồi xưa mình còn bé ấy, là giống như mình có hay ăn cái mì sống ấy, nhưng mà cái mì sống của mình là mình ngày đó là mình cứ lấy cái mì gói của mình ra nấu nước xong mình cứ ăn sống. Nhưng mà không, cái này ấy, là người ta đã sấy lên sẵn cho mình để mình ăn sống nha. Đó, nó có gia vị, nó gồm có cái tẩm cái gia vị ở trong này hết rồi nha mọi người nha. Mình có thể bẻ nó ra mình ăn theo cái miếng của mình ăn. Không, có thể mình bóp nát ra mình đổ miệng mình ăn nó cũng được luôn nha. Nó là cái dạng ăn như vậy nha mọi người nha. Cái này là cái mì nha. Hà về đó mà Hà quên giới thiệu với mọi người không à. Toàn quên giới thiệu với mọi người về cái set, về cái mì này. Em ghi đây cho em chốt cho chị vui nữa, với là em quên đó. Đấy, có ai thích lấy cái mì cay này thì mình lấy nhá. Cái này đây, tại vì cái này nó là cái tên nó hàng của Hàn đấy mọi người, cho nên đâm ra là nó cay cay như vậy đó, nó sẽ ngon. Giống như Hà rất là thích ăn cái mì gói của Hàn Quốc nhá. Cái mì gói của Hàn Quốc ấy mọi người nếu mà không tin đấy, mọi người cứ thử nó coi nhá. Cái mì gói á, khi mà mình mua, thí dụ như mình thử đi, mình mua cái mì gói kim chi ở Hàn Quốc, mình về mình nấu nó lên nha. Mình nấu lên xong rồi mình cho nó một quả trứng vào đấy, mình đập một quả trứng vào đấy, mình để vào đấy xong mình nấu nó lên nha. Mình đừng có ngoáy nó, mình cứ để nó vậy cho nó chín, từ lòng trắng lòng đỏ chín xong bắt đầu mình, nếu mà mình có kim chi á, mình ăn kèm vô với mì gói, trời ơi nó ngon thiệt tình, nó ngon cực dã man luôn. Với cái mì gói của mình á, mình ăn bình thường ấy thì là nó bình thường như vậy, là mình hay ăn giống như là mì gói của mình ấy, mì gói Nhật Việt Nam mình nhá, mì gói Nhật, mì gói Omachi hay kia đấy thì mình sẽ ăn với lại
rau luộc cái gì đó cũng được, đúng không mọi người? Mình ăn thêm nhiều rau cải luộc, cái rau cải xanh luộc, bắp cải luộc mình ăn thêm vô. Nhưng mà cái mì Hàn Quốc ấy thì thật sự là rất là ngon. Hà bán mỹ phẩm nha, không phải Hà bán mì đâu nha. Không phải Hà bán mì gói Hàn Quốc, không phải Hà bán mì ấy đâu nha. Nhưng mà sẵn ấy thì nói luôn về về cái đó nha, về cái ăn đó đấy, mọi người thử nó. Thì ở đây nó không phải là mì, không phải là mì ăn nấu nước ăn đâu nha, mì ăn sống nha mọi người nha. Mì ăn sống, sấy khô sẵn rồi, mình cứ việc ăn thôi nhá. Ok không mọi người? Cái này á nó là cái thành phần nó có 3 trái ớt nha mọi người nha. 3 trái ớt nó cay. Nhưng mà nó cũng không phải là nó cay tới nỗi mà mình không ăn được đâu. Nó cay nhưng mà nó cay giống như cái kiểu là mình, nếu mà ai không ăn cay được thì mình hơi xít xòa thôi, còn mình người mà đã ăn cay được á nha thì chỉ thấy nó đã thôi. Đó, nó ăn được rồi, nó không có vấn đề gì hết nhá. Đó. Hà qua cái khác nha. Là chỉ có kẹo sâm, có ngũ cốc dinh dưỡng đấy mọi người. Ngũ cốc dinh dưỡng mình pha nước mình uống nhá, cho những người mà bận rộn, là những người ấy đó, những người mà để giảm cân đấy nhá mọi người. Mình giống như là mình uống để mình giống như là mình giảm cái bữa ăn của mình nhá, để cho nó giống như là để mình giảm cân nó tốt. Thì cái ngũ cốc dinh dưỡng đấy thì Hà có hai loại, một loại nó là cái ngũ cốc, cái hạt ngũ cốc, còn một loại nữa thì nó là bí đỏ với lại khoai lang nha mà cả nhà mình nhá. Đó, cái bí đỏ với khoai lang đấy thì mọi người biết là nó sẽ rất là tốt cho nó nhuận trường nha. Những ai mà thường quanh năm hay bị táo bón á, bị táo bón đấy thì mọi người nên dùng cái bột ngũ cốc mà bí đỏ và khoai lang nhá mọi người nhá. Thì cái đó nó sẽ rất là tốt cho cái đường ruột của mình nha. Nó rất là nhuận trường á, nó nhuận trường lắm. À, mọi người sẽ không còn cái táo bón nữa nhá mọi người nhá. Cái đấy nó thật sự cái nó tốt lắm. Và mọi người biết mà khoai lang thì nó giảm cân. Hồi xưa mình nói ăn khoai lang ấy thì mình khổ, mình ăn khoai lang, bây giờ khoai lang nó mắc đó nhá, nó mắc hơn gạo ấy, cho nên mọi người biết rồi đấy, ăn khoai lang bây giờ không có rẻ chút nào hết nha. Thả qua cái khác nha. Thả qua cái khác nè. Có ai hỏi cái gì nữa không? Thật nha mà nói đó, Hà có hết nha. Hà có cái set hoàn lưu cao, Hà có set kem 2000 nha, kem hoàng hậu nha, Hà có tinh chất vàng, Hà có hết nha mọi người nha. Mọi người thích thì mọi người hỏi nha, tại vì không ấy thì Hà chỉ có post lên thôi nha, và Hà ít khi đưa lên là như vậy nhá. Có hết nha mọi người nha, cái dòng làm trắng sáng luôn cũng có luôn nha. À, cái dòng kem mà trắng sáng trị nám nhá, có hết nhá. Đấy, mọi người thích cái thì mọi người cứ